Ừ, dân Cần Thơ, Cà Mau, miền Tây nè. Cá gô, bỏ trong gỗ nó nhảy gô gô gô. Con bị ngọng đó không được. Không phải bị ngọng con. Khi từ nhỏ lớn lên quen, mình nói quen, nhưng mà mình tập là vẫn được mà. Hồi xưa chú cũng vậy đó, nhưng mà khi tập là mình nói được. Dạ. Ở trong này nó có lòng trứng non nè, đồng dạ. trứng nè. Dạ. Nó có cái lòng mè nè. Wow. Dạ. Thịt gà xé chứ không phải là chặt, thịt gà xé. Dạ. Mè. Mè. Dạ. Mè. Cái này có da luôn nè. Dạ. Có chả lụa luôn. Dạ có. Có chả lụa luôn. Thịt gà xé nữa. Ở dưới có giá không? Không có. Dạ không á. Nói chung là những cái sự tưởng tượng của Dịch Thảo khi nói về cái món bánh nước lòng gà sai hết. Nè, nói nghe nè, sau 4 năm trở lại Đà Lạt nha, bây giờ mình đi trên đường phố, coi có cái gì ăn cái đó, ăn cho các bạn xem. À, hôm nay không phải đi review ẩm thực nha, không phải nhằm giới thiệu, nhưng mà cái sinh hoạt Việt Thảo đi ăn cái gì cho các bạn xem. Ít ra cũng quý một phần nào cái những cái món ở Đà Lạt trên đường phố nghe ngon như thế nào mà khi du khách đến ăn. Ok, let's go. Hello. Dạ. Oh, chạy được không? Chạy được không? Em xem ở Paris by Night nhiều lắm rồi. Em xin anh Kiều Hinh nha. Dạ được. Ok. Fan của Paris by Night anh Việt Thảo. Trung tâm Nhân Sơn. Oh, Việt... Dạ đúng rồi. Okay. Rồi chụp chưa? Chụp chưa? Ok chưa. Nhờ em nó chụp chưa? Dạ. Em chụp cho mình một kiểu. Trời ơi. Ở Mỹ nó có cái gì nhỉ? Hawaii. Anh có một cái chương trình cùng với anh đóng tàu ở mấy cái tàu biển á. Lâu rồi. 5-7 năm rồi. Chào nha. Chào Paris by Night. Chào Vân Sơn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, 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 dạ. Anh ơi, anh cho tôi chụp cái đi. Điện thoại chú cô bắp con ơi. Rồi, chúc cả nhà nhiều niềm vui, may mắn quá được đứng bên cạnh người nổi tiếng. Ok, dạ được, dạ được. Đây là security của Global Life Hotel. Vũ ơi, dạ. Bây giờ mình đi bánh ướt lòng gà. Bánh ướt lòng gà. Dạ đúng rồi. Món bánh ướt lòng gà là đặc sản không phải là chỉ là nét độc đáo của Đà Lạt. Nếu mà nói đặc sản thì nó cũng không có chính xác hoàn toàn, nó là một nét độc đáo của Đà Lạt. Dạ. Chú cũng nghe nói bánh ướt lòng gà mà chưa có dịp ăn. Dạ. Thì thực ra ở trên Đà Lạt nó có một cái rất là hay như thế này, đó là rất là nhiều các cái món từ các cái địa phương khác, hoặc là nó sẽ tổng hợp từ nhiều món khác nhau. Ví dụ trên này nó có món mì Quảng, nhưng mà nó không giống so với là món mì Quảng ở ngoài Quảng Nam Đà Nẵng. Mà vào trong này thì nó sẽ trở thành một cái món đặc trưng riêng của Đà Lạt mà chỗ khác nó không có. Vẫn tên gọi là mì Quảng nhưng mà gọi là mì Quảng Đà Lạt. Có thể ngon hơn, có thể dở hơn. Người Đà Lạt thì thích ăn mì Quảng Đà Lạt hơn là thích ăn mì Quảng của Quảng Nam Đà Nẵng. Ngộ vậy? Dạ. Và cái cách nấu nó cũng khác nhau hoàn toàn luôn. Rồi bây giờ bánh nước. Bánh nước là cái này là của gốc gác từ đâu? Bánh nước này thì con cũng không biết chính xác là gốc gác từ đâu, nhưng mà ở trên Đà Lạt này thì khoảng tầm 5-7 năm trở lại đây thì nó rất là nổi tiếng. Trong cái lên Đà Lạt thì thứ nhất phải ăn bánh nước lòng gà. Dạ. Rồi phải ăn bánh căn, rồi phải ăn lẩu gà lá é, vân vân. Thứ nhất là về vấn đề truyền thông. Do truyền thông người ta lại thổi phồng những cái đó lên. Và cái thứ hai nữa thực sự là con thấy là nó ngon thật. Và nó phù hợp với lại cái kiểu của người Đà Lạt, nó chậm rãi, nó từ từ và có một cái gì đó nó rất là đặc trưng riêng của người địa phương. Thành phố Đà Lạt trả con nhiêu tiền? Dạ, cái này thì khó tiết lộ lắm. Như vậy là có không? Như là có không? Dạ, thực ra thì như thế này chú ạ. Con chưa con, trả lời câu hỏi. Con có trả tiền không? Dạ có. Hả? Dạ có. Thành phố Đà Lạt trả tiền hả? Dạ, trả tiền là tại vì sao? Tại vì con là hướng dẫn viên ở trên này.
Ồ, dạ. Ồ, tức là con là hướng dẫn viên của dạ. thành phố Đà Lạt. Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay gặp ổ rồi nha. À thì đang người này được lãnh lương để dạ. làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người biết. Dạ đúng rồi. Rồi con xuống xe đi. Không xuống xe tại tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. À, nói gì nói đó phải nhờ Vũ, một đứa cháu ở đây. À, em nó làm hướng dẫn viên du lịch em biết nhiều. Cho nên Việt Thảo thì đâu có biết gì đâu, đến ăn. Bữa nay đi ăn mà, đi chơi. Thì nhờ em nó hướng dẫn, rồi có gì không hiểu mình hỏi. Chứ mình không thể đem cái kiến thức nông cạn của mình mà giải thích được. Nha. Ok, lần này thu hình nó không giống như những lần khác. Lần khác là mình phải tự tìm hiểu, tự mình nói để giới thiệu. Lần này mình đi ăn, thích gì ăn đó. Có những cái chưa chắc mình đã thích nhưng ăn cho biết. À, có những cái biết rồi mà mình ăn ở Đà Lạt coi nó ra làm sao. Bánh ướt ăn rồi, chả lụa ăn rồi. Nhưng bánh ướt lòng gà cũng có người làm cho ăn rồi. Nhưng mà không biết giống đây không. Lần trước lên Đà Lạt chưa ăn bánh ướt lòng gà Đà Lạt. Bánh căn ăn rồi, nghe nói bánh căn Đà Lạt cũng nổi tiếng. Nghe nói sữa đậu nành cũng nổi tiếng. Đặc sắc, cái nét độc đáo của Đà Lạt. Nhất là những cơn mưa phùn trời lạnh lạnh như thế này. Uống sữa đậu nành nó ngon ra làm sao. Nhưng tôi biết cuộc đời tôi, cho dù uống suốt đời ở Đà Lạt sữa đậu nành vẫn không ngon vì không có người yêu bên cạnh. Buồn. Tèn 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 tèn. Ô phải vô hẻm hả Vũ? Dạ đúng rồi, phải vô hẻm á. Mình đi bộ vô hay chạy xe? Dạ, mình đi có 50 mét thôi cưng. Đi xe vào đây rồi mình lại đi bộ vào tiếp một chút nữa. Dạ. Ok, chắc cho mọi người xuống đây ha, rồi xong anh quay đầu lại. Rồi. À bánh nước lòng gà thấy có chữ rồi. Bánh nước lòng gà kia. Chỗ này hả Vũ? Dạ, bánh nước lòng gà. Wow. Nhà 3 tầng luôn. Đây là những chỗ người ta đậu xe để vô ăn bánh nước lòng gà. Dạ. Wow. Hôm nay là thứ bảy á. Dạ. Thứ bảy đâu, đâu. Dạ. Chào con gái. Dạ. Con là người nơi khác đến hay là con gái Đà Lạt? Cần Thơ. Cần Thơ. Sao đứa nào cũng đẹp hết trơn hả? Hay là tại vì có khi nào người già nhìn thấy phụ nữ thấy đẹp à? Cần Thơ đẹp. Gái Cần Thơ đẹp hả? Dạ được, dạ được. Con vô đây ăn bánh nước lòng gà. Dạ đúng rồi. Ăn chưa? Dạ rồi. Thì ngon không? Mình ghẻ luôn. Ghẻ? Dạ đúng rồi. Ghẻ hay rẻ? Dạ ghẻ. Ừ, dân Cần Thơ, Cà Mau miền Tây nè. Dạ cá gô, bỏ trong gỗ nó nhảy gô. Con bị ngọng đó không được. Không phải bị ngọng con. Khi từ nhỏ lớn lên quen, dạ. mình nói quen. Nhưng mà mình tập là vẫn được mà. Dạ. Hồi xưa chú cũng vậy đó. Nhưng mà khi tập là mình nói được. Dạ, nghe? Xin chụp hình nha. Dạ, dạ được. Đúng. Nghe giọng nói là biết Cần Thơ rồi. Dạ. 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 Bánh ướt ở đây bán bao nhiêu một phần? Dạ tô bình thường là 35. Ủa bán tô hay gì á? Dạ tô. Ủa? Dạ còn nếu như mà ăn đặc biệt luôn là 50. 50 đồng? Dạ đúng rồi. 50 đồng hay 50 ngàn? 50 ngàn. 50 ngàn chứ. 30 ngàn? 35 ngàn. 35 ngàn khoảng đồng rưỡi, 1 đô la rưỡi khoảng đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ 1 đô la rưỡi. Con nghe người ta đồn bánh nước lòng gà ngon. Dạ. Rồi con đến ăn. Dạ đúng rồi. Con đi chơi Đà Lạt hồi nào? Dạ con đi thì hôm qua. Hôm qua? Sáng hôm qua. Là đầu tiên đi ăn lòng gà liền. Dạ đúng rồi, con thích ăn bánh nước lòng gà. Con đã từng ăn anh bánh nước lòng gà trước kia chưa? Dạ đó số là đi Đà Lạt con mới ăn, còn ở dưới quê con không có. Bánh ướt chả lụa. Chả lụa thôi, chả lụa với nem thôi. À, ê, bánh nước lòng gà đang nước mắm giống gì không? Dạ nó lạc hơn, nó cũng tự vậy nhưng mà nó có sẽ có vị chua hơn xíu. Nhưng mà giống bánh ướt chả lụa nhưng chỉ đổi thành chả lụa thành lòng gà thôi. Dạ đúng rồi. Lại thịt gà nữa. Ủa, sao lại có thịt gà được? Ở dưới bánh ướt kia nó đâu có, chỉ có nem chua nè rồi chả lụa thôi. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Uyên. Nếu mà con lên video con có sợ không? Dạ không. Có cho phép không? Dạ cho. Ê cho phép nha. Học Nguyên ơi. Học Nguyên. Học Nguyên. Dạ. Em cho phép lên video nha. Có hỏi xin phép rồi. Dạ. Nếu dạ. con không cho phép không cho lên mà con cho ý đồng ý phải không? Dạ đồng ý. Nha. Con thích lắm. Con có biết con đẹp lắm không? Cảm ơn. Nhưng không phải con bình thường. Con nhớ kỹ một điều nè. Dạ. Chú năm nay 70 tuổi rồi. Dạ. Khác với mấy thằng thanh niên giống như mấy thằng đá đăng tô hình nè, giống như thằng Thái đăng tô hình nè, mấy này còn trẻ đó. Dạ. Nó có thể gạt con, nó dốc. Dạ. Nó nói con đẹp chưa chắc con đã đẹp, nó chỉ lấy lòng. Còn chú 70 tuổi rồi không có gạt được. Dạ, con cảm ơn. Chú nói con đẹp là con đẹp thiệt, nó không giống như thằng này nha, thằng này không tin nha. Dạ. Con đẹp lắm, gái Cần Thơ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi xin phép cho lên hình được phải không?
Dạ, dạ cho. Ok, ok. Rồi. Ok, con chào ba mẹ. Dạ, con chào ba mẹ. Tức là ba mẹ con sẽ xem. Dạ, lên YouTube nữa. Wow. Ba mẹ đang ở đâu? Dạ, ở Cần Thơ luôn. Ba mẹ con ăn bánh nước lòng gà chưa? Dạ, chưa. Ba mẹ, có ba con đi thôi, mẹ con chưa đi. Mà ba con ăn bánh nước lòng gà chưa? Dạ, rồi. Mẹ con ăn chưa? Dạ, chưa. Bây giờ nếu con về con làm bánh nước lòng gà cho ba mẹ ăn có được không? Giống không? Dạ không, tại con không biết làm. Con phải chở mẹ con đi lên Đà Lạt ăn bánh nước lòng gà. Dạ, đúng rồi. Hoặc là con mua bánh nước lòng gà đi về Cần Thơ. Dạ. Nhưng mà đi bao lâu? Nếu dạ, là 8 tiếng. 8 tiếng hư không? Dạ hư. Nếu con mua con để trong tủ thùng đá hư không? Dạ, cũng hư. Tại vì nó không có giữ độ được độ. Rồi, chỉ còn một cách con chở mẹ con dạ, lên đây thôi. Dạ, đúng rồi. Nhớ nha, nó dạ. Hứa đó nha. Nếu mà nó không chở chị lên đó nha. Rồi. Dạ. Ok, cảm ơn gái. Đó các bạn. À, vừa rồi đó là một em ở Cần Thơ nghe đồn nghe nói ngon thì lên ăn thử. Và Việt Thảo rất tiếc là 4 năm trước đã đến Đà Lạt rồi mà chưa ăn bánh nước lòng gà. Hôm nay phải ăn thử bánh nước lòng gà. Bánh nước lòng gà có khắp nơi nha, nhiều chỗ lắm. Ở đây tôi không chọn chỗ ngon chỗ dở, chỗ nào thuận tiện đến ăn. Và hôm nay thứ bảy có lẽ đông. Bánh nước lòng gà Long Chuyên. Ủa, Long Chuyên là sao? Hay là cái tên? À, dạ. Ủa cha đông quá. Được không cưng? Dạ đông quá chú, mình chắc mình đợi chút xíu thôi chú. Dạ được, dạ được. À, tại sao gọi Long Chuyên Vũ? Dạ, Long Chuyên. Cái quán tên ta tên, à, tên Long dạ. Chuyên. Tên Long Chuyên. À, các anh chủ quán tên Long đúng không? Dạ chắc là mình xíu nữa mình vào hỏi xem chính xác như thế không, nào. Nhưng dạ. Mà Vũ biết không? Vũ biết không? Dạ không, con chỉ biết là ở đây là gọi là quán bánh nước lòng gà Long thôi. Dạ, thường là gọi là Long. Long. Dạ. Thì đương nhiên gà nó không có lông. Dạ được. Mình chờ chút xíu nha các bạn. Tại đông quá. Dạ. Đi vô được phải không? Dạ. Dạ 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 dạ. Dạ. Mình chưa. Dạ xin phép. Đông quá là thứ bảy. Ồ xin phép anh em nha. Không dám làm phiền. Dạ. Anh Long đâu? Anh nào tên Long? Dạ em anh Long là chủ. Dạ. Long Chuyên là sao, là tên Long với gì nữa? Dạ vợ tên Chuyên ạ. À. À, đó các bạn bây giờ là Long Chuyên là tên của hai vợ chồng nghe, chồng tên Long, vợ tên Chuyên. Nó tụi nó giải thích nó tại đây gà không có lông. Nó gà là không có lông. Ok, chụp hình hai vợ chồng nè. Tại đây đưa chị đưa máy em chụp cho. Em lùi xù quá. Không sao. Không sao, giờ chụp sao? Chụp nửa người trên nha. Giờ đây nhá, 1 2 3 rồi nhìn máy giùm em đi tắm nửa đây à. 1 2 3. Dạ rồi. Dạ. Để hỏi ý khách mới được. Anh em ơi. Sao cho hỏi ý kiến ha. Nếu mà tụi này thu hình của anh nữa có phiền gì không? Hỏi cái cho biết nha, người nào ăn rồi cho biết nha. À, cái bánh nước lòng gà ở đây ngon không? Gật đầu không thấy la. Ngon. Cảm ơn nha. Xin phép dạ. Mình ngồi đó. Dạ mình ngồi đây ạ. À. Ngồi đây. Dạ. Chắc ngồi sẽ bên đây. Dạ. Xin phép nha. Okay. Dạ. Có sao không? Có sao không? Được. Em là ở đây dạ. Hả? Đâu tới? Đồng Tháp lên đây. Mà nghe người ta đồn ghé ăn. Mà nhiều tiệm sao không ghé ra ghé đây? Ai nói chưa ăn sao biết ngon nhất? Tôi nói. Thổ địa vậy. Đó các bạn nói là ở đây ngon nhất. Dịch Thảo xin lỗi nha, mình không có nói chỗ nào ngon nhất hay là ngon gì. Chỉ biết là quán hôm nay rất đông, mà chắc chỗ nào cũng đông thôi. À, tiếc là Dịch Thảo không có đến những quán khác, thì mong các bạn cũng thông cảm cho. Hôm nay đi ăn bánh ướt lòng gà ở tại Đà Lạt, tại quán Long Chuyên. Nhá. Rồi, kêu đi cưng, kêu chứ. Ôi trời ơi, coi nè. Wow. Ủa giờ có bán cháo nữa. Cái này bán cháo hả em? Ở đây có bán cháo luôn. Ở đây ngoài bánh nước còn có cháo nữa. Wow. Có bán cơm gà không? Chỉ cháo gà, bánh nước thôi. Chào em. Em ở đâu ăn? Em ở đâu tới? Sài Gòn lên đây, lái xe lên, đi máy bay. Có ngại nếu lên video không có sao phải không? Dạ. Mà lần đầu tiên hay ăn nhiều lần rồi? Dạ, có ăn. Dạ, mấy nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi. Mà ăn ngon trở lại ăn nữa? Dạ. Dạ, ghiền không? Chỗ này nổi tiếng. Chỗ này nổi tiếng. Cảm ơn con, cảm ơn. Dạ, dạ. Ú, cha có rồi nè. Có rồi nè. Dạ. Không mời chú. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Mấy đứa có chưa? Dạ có, à, sẽ ra dần dần. Quán ra nhanh lắm. Trời ơi, bưng gì? Ủa, trên lầu nữa hả? Dạ.
Ô, quán này có trên lầu nữa nghe. Dễ sợ thật đông á. Ăn chưa? Ăn luôn ha. Dạ đây, dạ, cảm ơn mời chú nha. Mời, dạ. Xin mời, xin mời. Ăn được chứ, ăn nhé. Ăn sao? Ờ. Cái câu hỏi bị rầy hoài. Ăn sao? Dạ, bây giờ mình sẽ chọn lại ăn trước. Ăn đi chọn ăn, dạ. Nhưng mà mỗi một món ăn, mỗi một thức ăn ở một địa phương có cách ăn khác nhau. Chẳng hạn bánh ướt là phải đựng trong dĩa, bánh ướt là đựng trong tô nha. Nó khác rồi. Bây giờ ăn á, nếu bình thường ăn sao cứ ăn thôi. Ăn sao? Dạ. Chọn lên ăn thôi ạ. Chọn lên ăn. Dạ. Ở dưới là nước mắm. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình chọn lên cho nó thấm đều. Không có muỗng hay là ăn đũa không à? Có muỗng kia. Dạ. Muỗng thôi, dạ có muỗng. Dạ. Không, cái muỗng này là muỗng để ăn cá ua. Để ăn cá nghiệt. Còn này chỉ có đũa thôi. Bây giờ chú có cần muỗng không thì con xin muỗng. Chú muốn húp cái nước mắm. Dạ. Thôi được không sao. Dạ để con xin một. Không không sao, không sao, không sao. Dạ. Không có sao, không có sao, không sao được, được. Húp. Học Nguyên ấy. Không sao con. Húp, húp nước mắm. Trong này nước mắm nha. Nước mắm là đúng nước mắm bằng mình được. Dạ. Nó ngọt, nó ngọt. Nó dịu, không có bị chua lắm. Nhưng mà nó đã đổ vào trong bánh nước rồi, cho nên cái nước mắm nó đã có cái hương vị bánh nước trong đó. Dạ. Nó hòa quyện rồi đúng không ạ? Nước mắm ngon nha, nước mắm ngon. Trời ơi. Ồ. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Trong đều không? Dạ. Ở trong này nó có lòng trứng non nè, đồng dạ. Trứng nè. Dạ. Nó có cái lòng mè nè. Wow. Dạ. Thịt gà xé chứ không phải xé. Là chặt, thịt gà xé. Dạ. Mè, mè, dạ. Mè. Cái này có da luôn nè. Dạ. Có chả lụa luôn. Dạ có. Có chả lụa luôn. Thịt gà xé nữa. Ở dưới có giá không? Không có. Dạ không á. Vậy tôi không có giá. Có nữa. Hành tây. Có hành tây. Dạ hành tây. Ok. Như vậy là không có dưa leo. Dạ không có. Dạ không có dưa leo. Nó khác hoàn toàn với bánh nước miền Tây nha. Bánh nước ở Sài Gòn hay là bánh nước ở miền hồi xưa bây giờ mình ăn là. Dạ được con. Dạ được. Dạ. Cho chú đứng lên không? Hay là muốn ngồi ha? Dạ. Dạ rồi rồi rồi. Con lại đang ăn bánh nước chưa? Ăn rồi chưa? Ngon không? Ngon. Dạ không có chi. Dạ. Cái bánh ướt của mình ăn trước đây đó, cái hương vị nước mắm giống như vậy. Dạ. Ủa, ở đây mình có thể để tương ớt được phải không? Dạ có, dạ được. Ok. Dạ. Tại vì tương ớt ta ăn có tương ớt có giá nha. Bánh ướt có giá, rồi có chả lụa, có dưa leo, bằm. Và sau này có thêm bánh cuốn, tức là ở trong có để thịt, nhân thịt, có tôm nữa, đại khái nhiều, nhiều loại. Rồi bánh cuốn ăn với thịt nướng cũng có. Dạ có. Nhưng ở đây đúng là bánh ướt. Dạ. Bánh ướt này là coi như không có xé mỏng ra mà, ố cũng mỏng ra nè. Không có dưa leo, không có giá. Thử bánh nước trước, thử bánh nước trước. Có hành phi không? Có hành phi luôn. Dạ có hành phi. Vũ ăn nhiều lần rồi phải không? Dạ có ăn nhiều lần rồi. À, nhà con này lại cũng hay đi thưởng thức, thích đi ăn vặt. Ừ. Dạ. Nhưng mà ăn cái ăn tôi này là no đó. No. No. Dạ. Mề gà không có cứng, người gà không có cứng. Có người giấy. Dạ, dạ cảm ơn. Trứng gà thì bình thường thôi, luộc chín nó khô. Nếu cái lòng gà này cái trứng mà luộc nó vừa tới, ăn nó mềm hơn, ngon hơn. Nhưng mà quán đông như thế này luộc đâu có luộc cái kiểu như từng bộ như ở nhà được. Rồi để nguyên như luộc hết. Mấy là chú có để ý không, ở trong cái gà này á thì người ta sẽ ướp một chút gia vị nữa. Dạ, giống như là cái muối tiêu chanh mà chú làm gỏi gà á. Là sẽ ướp sơ để cho nó thấm. Chứ còn mình nếu gà xé bình thường thì nó sẽ không có thấm được. Có một chút xíu tiêu trong này nữa. Dạ.
Nói chung là những cái sự tưởng tượng của Dịch Thảo khi nói về cái món bánh nước lòng gà sai hết. Khi nghe nói bánh nước lòng gà, Dịch Thảo nghĩ tới cái dĩa bánh nước chả lụa, và người ta thay thế cái chả lụa để lên bộ lòng, hoàn toàn sai. Dạ. Không có giá, không có dưa leo giống như một cái dĩa bánh nước chả lụa bình thường. Dạ, đúng rồi. Và đây đựng trong tô. Và cái suy nghĩ Việt Thảo là nguyên bộ lòng gà, không phải. Chỉ là những cái bộ phận trong cái lòng gà, thí dụ như trứng nè, mề nè, hay là nếu có thể có gan, hay là tim, cái đó tùy. Và đặc biệt thịt gà có xé ra. Chứ đầu tiên Việt Thảo nghĩ làm sao có cái, làm sao mà có cái thịt gà trong này được. Tại nó bánh nước lòng gà mà. Dạ. Là làm sao thịt gà. Vậy mà trong này có thịt gà luôn và được ướp đàng hoàng. Ôi cha, cái này là cái đùi là cái chắc luôn. Xé ra miếng ngon quá. Ngày hôm nay Việt Thảo không ăn hết đâu, tại mình sẽ còn đi ăn nữa. Nếu mà ăn hết cái này no lắm nha, bụng bự lắm rồi, bữa nay ráng bớt bớt lại. Lớn tuổi rồi. Nếu thật sự mà nói, Dịch Thảo ăn có thể ăn được 5 tô này, tin không? 5 tô luôn ạ? Dạ 5 tô. Ít nhất là 5 tô. Nhưng mà ăn có thế là ăn lấy bị chứ không phải ăn lấy vị. Ở đây Dịch Thảo ăn lấy vị. Ngày hôm nay Dịch Thảo không phải đi review ẩm thực để cho các bạn xem, và không phải chỉ nhằm giới thiệu cái quán Long Chuyên này đến với các bạn Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Khi có dịp đến với Đà Lạt ghé Long Chuyên, không có phải cái ý đó, mà chỉ nhằm giới thiệu rằng ở Đà Lạt có cái món bánh ướt lòng gà như Việt Thảo đang ăn. Tiệm khác có giống gì không em? Dạ cũng giống. Cũng giống vậy. Dạ. Cũng giống giống nha. Đừng bao giờ có cái sự tưởng tượng giống như Việt Thảo là bánh ướt lòng gà là bánh ướt chả lụa. Bỏ chả lụa ra để lòng gà vô. Hoàn toàn khác nha. Hồi nãy em ở Cần Thơ nó nói là cái nước mắm nó hơi chua chua. Không có. Nước mắm ăn chả lụa, nước mắm ăn bánh nước là nó phải ngọt dịu như vậy, nó mới ngon. Ở đây chỉ có thiếu chút xíu cái tương ớt. Dạ. Mình có xin tương ớt được không? Dạ được ạ. Em xin ít tương ớt. Dạ, để con xin. Ở trên bàn. Có chén ớt, cho xin ớt. Dạ, trên bàn. Trên bàn nãy là đây không có. Đó, đó, đó. Cho xin đây. Đó. Màu sắc đỏ hơn. À có ớt rồi. Dạ. Bây giờ đầy đủ hương vị nè. Nhưng mà nếu Việt Thảo làm ở nhà bánh nước lòng gà thì cũng theo cái phong cách ăn quen của mình, Việt Thảo sẽ bầm vào một ít dưa leo. Bỏ thêm chút giá trộn vô. Để chi? Ăn cho nó theo cái hương vị bánh nước hồi đó mình ăn quen. Dạ. Và cái hành phi bỏ nhiều hơn chút. Hành phi bỏ nhiều hơn chút. Còn đây là ăn nguyên thủy của tiệm này như vậy. Ngon. Ở đây lại có chả này ăn kèm. Ủa? Dạ. Đây bên này. Là sao? À, nghĩa là cái này thì thêm thôi, ăn thêm nếu mình có nhu cầu. Dạ. Chứ còn thử. Món nguyên thủy là nó như thế này thôi. Thử. Dạ, để đừng lấy cho. Giống nhau hết. Dạ, giống nhau. Giống như nem chua không? Dạ không, cái này là chả. Chả nem. Chả lụa, chả lụa. À, chả lụa. Dạ. Ở đây mình có chả lụa rồi. Dạ, cái này mình nếu mà mình đi Huế, mình hay có món như này. Hay là chả Huế. Dạ đây, được không này nha. Đừng mở nửa cái cho tôi. Dạ, mở cái cái thương cái. Ồ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Giống chả lụa. Dạ đúng rồi. Chả chả lụa mà. Nếu các bạn ăn mà cảm thấy là mình không có đủ nhưng mình có thể đem chả lụa ăn thêm nha. Nếu cảm thấy không đủ. Nhưng mà thấy Dịch Thảo thấy trong này nó đủ rồi. Nhiều lắm rồi. Đúng rồi. Ngon quá. Oh. Chả chiên. Có chả chiên nữa. Dạ.
Dự Thảo xin phép ăn tới đây thôi. Mặc dù Dự Thảo có thể ăn hết được. Thì khi các bạn xem video Việt Thảo ăn, cũng có người sẽ hỏi tại sao biết ăn không hết, tại sao ăn ít mà không chịu kêu cái tô nhỏ chứ. Hay thay vì cái phần 350 ngàn, mình kêu cái phần 150 ngàn thôi. Chủ quán rượt chạy không kịp, vô quán người ta ăn cái tô về kêu nửa tô bị quánh không kịp luôn. Nó chơi cho vui, không ai đánh cả. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của từng tô, từng món ăn, cái đơn vị nó là như vậy. Một tô hết hay không chuyện của mình. Mình có thể mang sugar, mang theo về nhà, hay là mình ăn hết, hay chia cho bạn mình đều được cả. Hoặc mình không thích, mình có thể bỏ lại. Cái điều đó nó bình thường, không có liên quan vì cái chuyện đói khổ trong xã hội cả. Nha các bạn. Nhiều người có thể nói rằng, Việt Thảo ơi, có nhiều người đang đói lắm, ăn ít thôi, đừng có lãng phí. Không có liên quan. Ăn hết cái này, đói khổ vẫn đói. Không ăn hết cái này, phi châu vẫn đói, chuyện bình thường. Cho nên đôi khi mình nghĩ nhiều quá về vấn đề nhân văn, mình xem một cái bữa ăn nó không có còn ngon nữa. Tôi muốn các bạn hãy xem Việt Thảo ăn ngày hôm nay như là một cái sinh hoạt bình thường của Việt Thảo và của con người khi đến một cái quán ăn. Được không? Rồi nha, xin phép ngưng ở đây. Cái chuyện còn lại tôi đưa cho Học Nguyên ăn hay không là chuyện của tôi. Đá với anh Thái có dành ăn không, chuyện của tụi nó. Hay là mang về nhà, không cần biết. Chỉ biết rằng Việt Thảo đến ăn một trong những tiệm bán thức ăn, đó là bánh ướt lòng gà ở tại Đà Lạt này. Khi nào có về Đà Lạt, ghé Long Chuyên cũng được, ghé chỗ nào cũng được, ăn thử qua cái món bánh ướt lòng gà như Việt Thảo ăn hôm nay. Và tôi biết rằng có nhiều em ăn nhiều lần như là cái thằng Vũ này, nó vẫn tiếp tục trở lại ăn. Điều đó cho thấy rằng bánh ướt lòng gà là một đặc sắc, một cái nét độc đáo của thành phố Đà Lạt, mặc dù không biết xuất xứ nó từ đâu. Vậy nghe các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Mình đi ăn tiếp. Chú chờ mình nãy giờ mà ơi. Mười mấy đêm chập chờ. Dạ. Rồi nguyên nhóm luôn. Xin lỗi làm phiền anh em. Rồi. Đâu rồi, đâu ai chụp tay kia. Ok rồi, đầy đủ hết đây nha. 1, 2, 3. Thêm tấm nữa giùm em nha. 1, 2, 3. Ok, em gửi ạ. Dạ, kiểm tra luôn em thì ok chưa? Vui, vui, vui nha. Dạ, dạ. Xin phép nha. Dạ, 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 dạ. Long ơi, Long đâu vậy? Chuyên. Dạ. Cảm ơn cưng. Được rồi, lo làm đi, cảm ơn nha. Má hả? Dạ. Mẹ phải không? Dạ. Má. Má con Long. Nhỏ tuổi hơn tôi đó. Thì sinh năm mấy? Năm 7 nhỏ hơn tôi 4 tuổi, 3 tuổi. Ủa, năm 4, năm 7 nhỏ hơn 3 tuổi. Rồi, buôn mai bán đắt nha, tốt nha. Cảm ơn, dạ. Dạ được, dạ được. Rồi. Tình chút nha. Rồi, ai nữa? Nguyên bàn luôn, chơi nguyên bàn luôn. Rồi. Rồi, anh em ăn ngon nha. Ủa, chụp bên đây chứ, xin lỗi. Rồi, nói này nè. Có nhiều người vì mình, giống như là ăn no muốn đi lẹ hay để đâu á, người ta chụp hình trong lòng khó chịu, không có. Nếu còn ai kêu mình được chụp hình chung, đó là nên hãnh diện và nên mừng đi. Người ta thấy mình đi, người ta không dòm tới, lúc đó buồn lắm á. Đúng không? Cảm ơn. Chúc sức khỏe. Chưa chắc đứa nào sức khỏe hơn đứa nào đó. Mấy tuổi rồi? 29, 30, 70, lớn hơn 40 tuổi. Ráng 40 năm nữa giống gì nha. Ok, cảm ơn anh em ơi, ăn ngon, ăn ngon. Dạ được, dạ được. Dạ được. Ê, chụp đây cái, chụp đây cái. Rồi, ăn ngon nha. Nhất định. Con ở đây hay ở đâu? Dạ. Có người nói tôi đẹp trai. Người ta biết rồi. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Rồi nha, mình đi. Dạ. Coi chừng té cưng. Dạ, 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 dạ. Trong này hả chị? Đứng trong đây sáng hơn. Dạ, nó sáng mặt hơn. Dạ.
Xin lỗi nha, xin lỗi phiền. Dạ. Tôi vô tôi. Dạ. Rồi. Cảm ơn cưng. Dạ. Ê, bây giờ mình đi ăn cái món kế, không biết món gì nha. Dạ, mình đi ăn món kế nha. Đi. Cảm ơn anh em ơi. Chúc sức khỏe tất cả nha. Vui, ăn ngon. Hẹn ngày gặp lại. Bắt tay chú kế nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Tội nghiệp quá, sáng chị. Dạ. Nè, bữa nào cũng vậy đó. Dạ. Nói chung là về mùa hè thì thế, còn mùa này thì con là thứ 6, cuối tuần chủ nhật. Được, ha. Nhưng mà vậy là tốt quá rồi. Dạ, vâng. Nha. Cảm ơn chú. Dạ, dạ. Rồi, rồi, dạ. Mình đi, dạ. Ô, chụp lại không? Dạ, đẹp. Bị nhắm mắt phải không? Dạ, đẹp lắm. Đẹp không? Dạ. Đứa nào đẹp trai? Dạ. Ba đứa đẹp đều. Ba đứa đẹp đều. Cảm ơn chú. Cảm ơn gái. Chú review Đà Lạt hả chú? Dạ, không dám, đi chơi. À, chú đi chơi, chú ở đâu vậy? Chú là diễn viên. Chú là chú Việt Thảo. Dạ, MC Việt Thảo, dạ. MC đúng không chú? À, chú bên nước ngoài vậy? Dạ. À, chú đi Đà Lạt, chú đi đâu rồi? Dạ, mới tới Đà Lạt. Mới giờ tối luôn, chú chờ ở đâu rồi? Dạ, chưa đi đâu hết. Mới tới điểm này thôi. Dạ. Dạ. Chú đi ngắm hoàng hôn đi, hoàng hôn đi sân mây Đà Lạt đi, đẹp lắm. Là ở đâu? Là ngắm ở đâu? Dạ, nhiều điểm, mấy quán cà phê, chờ, chú đi cho gì à, treo veo nè, hôm nay chú đi hoàng hôn chiều nè, chú khoảng 4 giờ chú lên đó đi. Được, con đi với ai? Dạ, tụi con đi, hai tụi con đi hôm qua. Ờ, à, rồi con nghĩ một mình chú dám ra chỗ đó không? Không tuổi đâu. Thân, đi một mình đó, tuổi thân khóc á. Giờ tuổi thân, lên đó có cô nào ngồi chờ đó. Có cô ngồi chờ đó. Cô còn mà. Ok, cảm ơn con, vui. Dạ, nghe đi. Nghe nói để suy nghĩ có nên đến đó không? Nghe. Dạ, dạ. Khoảng mấy giờ hoàng hôn, mấy giờ? Dạ, chú đi khoảng 4 giờ. 4 giờ chú ngồi. 4 giờ. Đẹp lắm chú. Ok. Mày có chân nữa, đẹp lắm. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn gái. Dạ, gái tên gì? Dạ, con tên Linh. Tên Linh. Con tên Tú. Nếu mà con lên trên video có hình ảnh có sao không? Dạ không. Không được phải không? Dạ. Cho phép ha. Dạ, cảm ơn con. Được, dạ. Trên kênh YouTube MC Việt Thảo coi nha. Cảm ơn con. Dạ. Mình đi ha. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không, để mà mình biết là mình trị. Còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa. Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng hỏa hoạn, chứ đừng đợi hỏa hoạn rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan hoang rồi. Rồi bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột. Mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình, còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì quý vị có thể gọi cho con công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa. Đúng rồi. Dạ. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha. Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo ồ giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị, Alisa Châu là chủ nhân của Châu Insurance Agency, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, bảo hiểm nhân thọ, dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính.
Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Alicia của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta.